ít phút tìm kiếm thì đã thấy con ong chúa rơi vào đấy nha các bạn, và đã bắt được nhá. Đây, con chúa các bạn này. Đó, đó. Vậy là mình đã bắt được con ong tượng nhá. Bây giờ cho vào lòng lòi chó. Thông mình chào cả nhà nhá. Thông kính chúc mọi người có những ngày cuối năm thật là bình an và hạnh phúc. Thì hôm qua thì anh em Thông đi làm về thì có phát hiện là hai tổ ong ở bên đường các bạn này, ở tam cấp bên đường. Đó. Thì chiều hôm nay ngày hôm nay mang theo cái số thì chiều hôm nay về mới bắt. Thì nói chung những cái tổ ong này thì cũng mới tách đàn mới về thôi. Cũng mới về thôi các bạn ạ. Nhưng mà mình chủ yếu là mình đào lên mình xem thử thì mình hút quần về nhà mình nuôi thì sang năm đây mình có thể cho mật nhé. Đấy nha các bạn. Năm ngoái thì Thông đào bắt ở ngoài này thì năm nay nó về nó lại ở phía trong. Đấy. Rồi. Để có tổ nữa. Cách nhau khoảng hơn 1 mét nha các bạn. Hai tổ hai bên nhé. Đây. Đau đi. Giờ chiều tối thấy nó cũng ra cũng yếu các bạn ạ. À, lúc đầu thì Thông không để ý lắm, Thông tự cứ nghĩ rằng là mới về, nhưng mà thực sự thì tối nay nó về cũng khá lâu đấy các bạn ạ. Đây. À cũng chưa lâu lắm nhé. Khoảng được 2 tuần nhé các bạn. Tại vì nó mới nở ra được một lứa. Nhưng mà còn phía trong tiếng biệt. Không biết thế nào nhưng mà nó đã cho lô tổ cũng được các bạn. Đó. Nói chung là Thông thì cũng ít đi qua đường này nhưng mà mới gặp thì Thông thì nghĩ rằng là mới về nhưng mà bây giờ đào ra thì mới biết. Đây. Quần đóng thì hai tổ này mà tổ nào quần đóng thì anh em mình sẽ hút một tổ về núi nha các bạn. Mình vừa nay về núi thì tháng cửa tháng 2, tháng 3 là nó cho mật các bạn. Thường núi cứ 2 tháng là 3 tháng là mình có thể thu hoạch mật được. Tại vì qua năm thì sẽ có cái mùa hoa cà phê. Ở cuối tháng thì có cái mùa hoa cà phê. Đây. Bây giờ thì không có mệt nha các bạn. Đây chỉ có con nhông thôi nha các bạn. Thế nên một chút phần hóa thôi nhá. Tổ này mà để 2 tháng này các bạn này. 2 tháng nữa là có mệt này. Cái này thì mình lấy một cái miệng miếng nào đẹp thì mình lấy một miếng về ghép cho nó thôi. Đây. Chắc nó cũng về được 15-20 ngày thôi các bạn. Do cái lỗ tổ nó nhỏ cho nên nó không có. Mà đã, mật phải chơi hóa đây chứ. Trong đây có một chút mật nha các bạn. Đó, có một chút tiến đến thôi. Đây các bạn này. Được. Đây. Ba đấy nha các bạn. Cái này là 4 này. Tổ này cũng khá lớn đấy. Đó. À, con ông chủ đẻ rất là đẹp nhá. Kết quả đấy nhá các bạn, mới được 4 nhá. Chắc là mới được nửa tổ đấy.
bụng nữa các bạn ạ. Đây. Ở đây. Bụng miệng này. Để đây lạt, nó lạt vào luôn. Vừa lấy bánh tổ vừa hột quấn vào chối nha các bạn. Thấy con ông chủ thì mình nha. Mình chụp luôn nhá. Tới tuổi cũng khó thấy các bạn ạ. Cái đen của mình cũng không được sẵn lắm. Tạm thời vẫn chưa thấy. Cắt khỏi. Dạ. Miệng thứ 5 nha các bạn. Lên miệng thứ 5 nha. Chưa thấy con ông chủ nhé. Để đây tí cho nó bay lên ạ. Dừng đây tí cho nó bay lên. Đây miệng cuối cùng các bạn này. Hết rồi nhé. Chưa thấy thấy con ông chủ luôn. Tụi này được hái chẹn thôi các bạn. Hái chẹn cuốn thôi. Nước đóng lắm. Vậy là nuôi được nha các bạn. Sậu tẩm nhé. Sậu bánh tổ. Chưa thấy con nó chuyện. À. Kết quả các bạn này. Có ít phút tìm kiếm thì đã thấy con ông chùa rơi vào đấy nha các bạn. Và đã bắt được nhá. Đây. Con ông chùa các bạn này. Đó. Đó. Vậy là mình đã bắt được con ông tử nhá. Bây giờ cho vào lồng lò xo. Bây giờ vào lồng lò xo. Bịt lại. Mà trời tối đấy nhau vẫn may mắn nhé các bạn. Tìm được con ông chủ nhé. Rồi. Bây giờ móc vào mình sẽ gom quân. Cũng khá là đông nhé các bạn. Nhìn vậy chứ cả cũng khá là đóng nhá, gần nửa số nhá. Trong này con nhá. Đó. Đây con này. Đó, gom như hết được chắc cũng được cái nửa số này đó các bạn ạ. Chắc là khoảng khoảng 1 cân đấy. Gần 1 cân quấn đấy. Gần 1 kg cân quấn đấy. Thì trong này càng nhiều. Đổ ra mở đây. Bây giờ quân vẫn đang tiến hành vào nha các bạn. Anh em mình chơi khoảng 5 phút nữa cho nó vào hết. Thế là anh em mình sẽ về cho bây giờ tối rồi các bạn ạ. Đây. Mặt trời đã xuống núi lâu rồi nhá. Đây, video này Thông tạm thời kết thúc ở đây. Thông xin chào và hẹn gặp lại các bạn những video tiếp theo nha.